Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Trước mặt mình đây là mẫu mini PC đến từ Intel, hay còn gọi là Intel NUC. Thì đây là nhân vật chính của chúng ta. Bên trong vỏ hộp này chúng ta sẽ còn có, cùng với đó là tập sách hướng dẫn sử dụng, một tấm chắn để giúp các bạn có thể đặt ở những để sau màn hình hoặc là để một chỗ nào đó tùy cái ý các bạn. Cùng với đó là dây nguồn, thì chúng ta sẽ để gọn sản phẩm này qua một bên. Chúng ta sẽ tập trung vào nhân vật chính. Thì mức giá của sản phẩm mình đang có ở đây nó chỉ mức giá là hơn 3 triệu đồng mà thôi. Thì với hơn 3 triệu đồng, chất lượng các bạn nhận được là rất tốt. Thì phần về phần thiết kế các bạn có thể thấy rất đẹp, vuông vắn bốn cạnh. Cùng với đó là thiết kế full kim loại. Đây là vỏ kim loại nhé, không phải vỏ nhựa. Hơn 3 triệu các bạn đã có một mẫu mini PC làm từ kim loại rồi. So với các đối thủ khác ở trong cùng phân khúc thì chưa chắc chất lượng đã bằng mẫu NEC này. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút về phần cấu hình của mẫu NEC này. Cấu hình của mẫu NEC sử dụng CPU Celeron Z005. Đây là mẫu CPU có 2 nhân 2 luồng, dung nhịp boost tối đa đạt đến 2.7 GHz. Thì với CPU này các bạn có thể làm được các nhu cầu như văn phòng hay là office hoàn toàn đơn giản. Cùng với đó mình sẽ có một số lưu ý dành cho các bạn, đó chính là mẫu NUC này khi mua sẽ không được trang bị sẵn RAM của SSD, đồng nghĩa với việc RAM và SSD các bạn sẽ phải mua ngoài. Thì riêng về vấn đề RAM, mẫu CPU này nó chỉ hỗ trợ Celeron thôi nhé, các mẫu CPU khác thì nó sẽ hỗ trợ nhiều hơn, nhưng riêng mẫu Celeron nó chỉ hỗ trợ tối đa là 8GB RAM thôi. Nên các bạn sẽ có hai lựa chọn, một là mua một thanh 8GB này cho nhanh, và hai là mua hai thanh 4GB để tối ưu hóa về phần dung lượng. Cùng với đó là SSD thì các bạn có thể mua một SSD 240GB hoặc 120GB là phù hợp với các nhu cầu cơ bản rồi, không nhất thiết phải mua mẫu SSD nó quá đắt tiền làm gì cả. Rồi, vậy thì đối tượng hướng đến của mẫu NUC này là gì? Thứ nhất là các bạn làm việc trong văn phòng cần một mẫu PC đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản, và cái tiếp theo nó phải nhỏ gọn. Và cái thứ hai đó là các bạn cần mua mẫu PC này về làm việc ở nhà cũng như là để học tập online. Thì với mẫu CPU này nó đủ để làm việc các nhu cầu cơ bản, và trong mẫu NUC này được tích hợp sẵn cả Wi-Fi và Bluetooth, nên việc mang đi mang lại rất là thuận tiện. Thì học ở nhà đúng không, lên mạng online học, cắm dây mạng LAN vào đằng sau hoặc kết nối Wi-Fi rất thuận tiện đúng không. Cùng với đó thì phần cổng kết nối cũng phù hợp với các nhu cầu cơ bản của mỗi người làm văn phòng, với bộ tổng cộng là 4 cổng USB Type-A, 2 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN, cùng với đó là jack audio combo. Vậy thì nếu như các bạn đang cần tìm một mẫu mini PC để làm đẹp cho góc làm việc, hay cần một mẫu PC để làm việc cũng như học tập ở nhà, thì đừng quên click vào đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Các bạn quan tâm thì có thể click vào. Đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.